Sau mỗi cơn mưa, nhà của hơn 100 hộ dân tại phường 6 thành phố Đà Lạt lại ngập trong nước và bùn đỏ. Nguyên nhân là do việc thi công từ khu quy hoạch Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng đổ xuống làm hệ thống suối Hà Bà Trưng thoát không kịp đã làm ngập một số nhà dân nằm dọc con suối từ cầu La Sơn Phu Tử đến giáp cầu Cào Ba Quát. Đã 2 năm nay, cứ đến mùa mưa lại tiếp diễn nỗi ám ảnh của bao hộ dân ở phường 6 và phường 2 thành phố Đà Lạt. Và đây là kết quả người dân nhận được sau mỗi trận mưa kéo dài 45 phút. Nước cùng với bùn đất tràn lên láng vào nhà. Có những hộ ngập sâu từ nửa mét đến một mét. Từ đó mỗi khi đến mùa mưa, cuộc sống của người dân lại đảo lộn. Thậm chí nhiều người phải nghỉ làm buổi chiều để ở nhà, kịp thời ứng phó, dọn dẹp đồ đạc. Và những cái hộ lân cận cũng vậy, là cứ nước lên là họ phải là dùng ba máy bơm mà nước cũng không thoát được. Và các cái khu dân ở mà các cái hộ xung quanh đây cũng vậy, cứ nước lên có nhà là phải leo lên phản mà ngồi. Bùn nó từ trên cái công trình nó chảy xuống như thế là khoảng động lại khoảng chừng một tấc bùn. Nên rất khổ vô cùng, tất cả tổ 6 của đường 9 La Sơn Phú Tử phải ra hết, huy động hết tất cả dân. Tất cả trong cái tổ 6 này để ra mà quét dọn, như vậy rất khổ vô cùng. Căn nhà này từng là nơi sinh sống của một gia đình với 6 thành viên. Vì không thể chịu đựng được cảnh ngày ngày ngập trong bùn đầy, cả gia đình ở căn nhà số 9 La Sơn Phu Tử này đành phải dứt bỏ ra đi và thuê trọ ở một nơi khác. Giờ đây nơi này chỉ còn là căn nhà hoang ngập trong bùn đỏ nhoè nhoẹt. Bây giờ nói chung là xình đến mưa là nó cứ trào vô là người ta xịt không nổi nữa. Bây giờ ở đây ngập lụt quá, giờ nó ba nước xình lầy rồi vô bụi bặm, nó ô nhiễm môi trường rồi nó bệnh hoạn cho người dân. Hay có một hộ hai hộ nhưng mà ta ở không được, người ta đi người ta mướn nhà người ta ở, người ta không có tiền tốn kém rồi vậy đó. Theo khảo sát tại hiện trường, có thể thấy do việc thi công công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh, bồi đắp đất quá cao. Trong khi đó, phần dốc mái ta luy lại gần khu vực dân cư, các hệ thống mương nhánh chưa được đầu tư. Do đó, những cơn mưa lớn, nước đổ dồn xuống các mương nhỏ, gây ngập úng cục bộ. Đồng thời, những hệ thống mương đã bị sình bùn kéo xuống lấp ngay với mặt đường. Mưa là nước trào xuống và mang bùn vào trong nhà dân. Các đơn vị thi công công trình này cũng đã từng có biện pháp khắc phục, giảm thiểu những thiệt hại cho người dân. Nhưng mọi thứ chỉ là tạm thời. Trong cái giai đoạn mà thi công dự án thì kéo theo cũng có bùn đỏ, nó nước từ cái khu trung tâm văn hóa nó chảy về. Thì các năm trước đây á, thì chủ đầu tư cũng cho triển khai một số cái bể gọi là bể lọc, bể lắng để cho mà giảm một phần cái bùn đỏ nó về tràn lên đường. Nhưng mà hiện nay á, thì dự án đã trong giai đoạn là hoàn thành một số cái tuyến đường nên là các bể để lắng nó không còn nữa, nên là cái lượng nước bùn nó vẫn chảy về khi mà mưa kia về. Nhà thầu cũng có cái đề xuất chủ đầu tư là triển khai cái hệ thống mương thoát nước, nhưng mà hiện nay á, thì do là hiện nay thành phố Đà Lạt cũng có cái chủ trương xây dựng cái hệ thống kênh mương đó, nên là ban quản lý dự án của Trung tâm Văn hóa Thể thao là ngưng xin chủ trương đầu tư. Qua buổi làm việc cùng với ông Nguyễn Vĩnh Luyện, giám đốc Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Đà Lạt, ông cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã đưa hạng mục đầu tư xây dựng kênh mương thoát nước hạ lưu, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh và hạng mục cải tạo mương thoát nước đoạn đường La Sơn Phu Tử vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết ngày 7 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố, giao cho Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt làm chủ đầu tư với tổng số vốn dự kiến là 10 tỷ 736 triệu đồng. Riêng hạng mục xây dựng kênh mương thoát nước chiều dài 633 m kéo dài từ cầu Cao Bá Quát đến cầu La Sơn Phụ Tử, dự kiến giải tỏa 575 m2 đất ở và 1.600 m2 đất nông nghiệp. Đây cũng là khó khăn trước mắt mà chủ đầu tư lo lắng. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt về việc xây dựng và cải tạo kênh mương thoát nước tại phường 6 và phường 2 thành phố Đà Lạt thật sự là một tin vui đối với những người dân nơi đây.
Nhưng để hạng mục này được đi vào thi công, cần lắm sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính quyền cũng như sự đồng sức đồng lòng của người dân, để mỗi cơn mưa không còn là nỗi ám ảnh kéo dài.